Đây, chào mọi người nè, đây hôm nay đây đang vô nhà hàng của Thung Lũng Tình Yêu ăn buffet, chọn gói là 300, vừa xe tham quan vừa ăn buffet luôn 300. Đây doanh nghiệp vật liệu xây dựng Trần Chiến, đây dừa ổi là Sáu Phương, đây dừa gạo là chị Ba Dày, dừa phân bón luôn. Đây là nhà chăn nuôi, có trại chăn chuỗi, trại heo rừng ở trong An Khánh. Đây nhỏ em là bất động sản. Rồi. Rồi ở đây là đại gia là chuyên môn cho dây nặng lễ. Đây là cho nhân ở này là tài xế liên hệ số điện thoại đi du lịch các tỉnh miền Bắc Trung Nam. Còn của má. Đọc điện thoại. 0986895552 gặp trường. Rồi. Liên hệ là đi du lịch các tour. Còn đây là người quay phim. Đây, chén dĩa thì là đây lấy hủ tiếu, phở, bánh canh, cơm, cháo, đủ hết đồ ăn. Đây, xôi xôi giò, súp, chè, cháo. Đây là súp chân cút. Đây là bánh mì. Cà ti, đây canh chua, cải, bông cải xào. Cải xào. Đây là cà nướng. Đây đồ ăn thịt kho hộp vịt. Đây cá, vi cá chiên. Cá vi cá chiên. Đây hủ tiếu. Hủ tiếu xào cơm. Bò giò viên, lạp xưởng xúc xích, băng chanh kem. Nước đá chanh, nước đá chà, cơ xét, bánh mì, dưa hấu. Này, bánh da lợn, ngô cầu. Này, buffet phê tự chọn, ai thích ăn gì lấy cái đó. Này gỏi, này súp lơ, bắp cải, bánh cuộn tôm. Người ta đang lấy đồ ăn. Khoai mì, khoai lang, bắp, trứng gà, bánh ướt, chả lụa, nem chua. Tour Đà Lạt, Nha Trang, Cổ Thạch của đoàn An Khánh. Hôm nay đi đang trên đường tới Thung Lũng Tình Yêu. Vô tham quan, chọn gói hết. Còn nhiều đồ ăn lắm nha quý vị. Nhiều món.